các cầu thủ làng túc cầu nổi tiếng trên thế giới đều có thu nhập cao ngất ngưỡng. Thể hiện sự rõ ràng nhất là thú vui mang về gara của mình những chiếc xe hộp đắt đỏ trên toàn thế giới. Sau đây là top 10 cầu thủ sở hữu những chiếc xe hơi đắt đỏ và đặc biệt nhất trên thế giới. 1. Lionel Messi. Là cầu thủ có mức lương cao nhất châu Âu, Lionel Messi sở hữu siêu xe Ferrari đắt khủng khiếp. Siêu xe 1957 Ferrari 335 Spider Scagliati của Lionel Messi. Mẫu xe lịch sử này từng được tay đua Stirling Moss lái ở giải đua Cuban Grand Prix năm 1958. Chân sút Argentina đã mua lại chiếc xe lịch sử này với giá đắt khủng khiếp lên tới 35 triệu đô la, khoảng 814 tỷ đồng. Ngoài ra, gara nhà Messi còn có chiếc Toyota Prius mà anh được tặng sau giải Club World Cup 2011, một chiếc Mini Cooper Cadillac Escalade, Dodge Charger, Mercedes SLS, 3 chiếc Audi, 2 chiếc Maserati và 1 chiếc Lexus. 2. Cristiano Ronaldo. Chân sút người Bồ không mua được Ferrari Scagliati 1957, nhưng bộ sưu tập của anh cũng có giá lên tới 22,5 triệu đô la, khoảng 525 tỷ Việt Nam đồng. Chiếc xe hộp hiếm đắt nhất mà tiền đạo Bồ Đào Nha sở hữu là Bugatti Centaur DIG, có giá khoảng 11,5 triệu đô la. Được biết, Bugatti chỉ sản xuất 10 chiếc phiên bản giới hạn này để đem bán cho giới siêu giàu trên toàn thế giới. Gara ô tô nhà Cristiano Ronaldo còn có 3 chiếc Ferrari, 2 Lamborghini, 2 McLaren, 2 Rolls-Royce và 1 chiếc Porsche 911 Turbo. Dàn xe hộp này thường xuyên được xuất hiện trên tài khoản Instagram 470 triệu người theo dõi của anh, khiến bao cổ động viên trầm trồ. 3. Neymar Jr. Cũng giống như Cristiano Ronaldo và Lionel Messi, Neymar được xem như linh hồn của đội tuyển Brazil. Và một điều trùng hợp, ngoài sân cỏ, chàng tiền đạo 26 tuổi này cũng có bộ sưu tập siêu xe đáng nể, không thua kém gì hai đàn anh. Danh sách các mẫu xe từng qua tay Neymar đáng chú ý có cặp đôi siêu xe mui trần Ferrari 458 Spider và Audi R8 V10 Spider. Tuy nhiên, đắt giá nhất trong bộ sưu tập siêu xe của Neymar chính là chiếc Maserati Mach 12 có giá bán xuất xưởng hơn nửa triệu đô la. Ngoài ra, Ferrari 458 Spider mà Neymar từng bổ sung vào bộ sưu tập xe khủng của mình là một chiếc siêu xe mui trần tuyệt đẹp có giá bán gần 300.000 đô la. 4. Karim Benzema. Nhắc tới Benzema, không người hâm mộ Real Madrid hoặc những ai sành về siêu xe không biết tới sở thích của tiền đạo người Pháp. Có lẽ ngoài bóng đá, Benzema dồn hết tâm huyết và không tiếc tiền để mà thỏa mãn thú vui với siêu xe. Trong gara của mình, Benzema tậu đủ các loại siêu xe của nhiều hãng khác nhau. Khi Ronaldo chưa mua Bugatti Centaur DIG, trên thế giới chỉ có 10 chiếc, thì Benzema không hề kém cạnh với việc sở hữu Bugatti Veyron và Bugatti Chiron với giá trị lên tới 2,6 triệu euro. Ngoài Bugatti, Benzema sẵn sàng chi đậm để mua xe của Mercedes, Audi, Ferrari, Rolls-Royce, Lamborghini. Thậm chí trong gara của Benzema, đôi lúc chật chỗ đến nỗi anh phải mang xe ra để ở rìa đường bên ngoài biệt thự của mình. 5. Zlatan Ibrahimovic. Là một trong những cầu thủ có cái đầu nóng trên sân cỏ, Zlatan Ibrahimovic có thể nổi điên với bất cứ ai chơi xấu mình. Ngoài đời, Zlatan Ibrahimovic hạnh phúc với siêu mẫu Helena Seger cùng với cậu con trai và dàn siêu xe đắt đỏ của mình. Những chiếc siêu xe từng được nhìn thấy trong gara của Ibrahimovic có thể kể đến như Ferrari LaFerrari, Ferrari Enzo, Porsche 918 Spider, Lamborghini Gallardo, Audi S8, Maserati Gran Turismo, Porsche 911, GT2 RS, hay mới đây nhất là mẫu siêu xe Ferrari Monza SP2. Như vậy, bộ sưu tập siêu xe của Ibrahimovic có đến 4 chiếc xe Hypercar và chiếm nhiều nhất là thương hiệu Ferrari, chứ còn lại là Porsche 918 Spider. Paulo Dybala. Tuyển thủ Argentina với biệt danh viên ngọc quý vừa đánh dấu tên tuổi của mình bằng siêu xe Lamborghini Aventador S-Rotor. Chiếc siêu xe Lamborghini màu Giallo Orion vàng đậm của Dybala được trang bị nội thất kiểu Nero AD với những đường chỉ khâu Giallo AD. Trái tim của Lamborghini Aventador S-Roadster là động cơ V12
hút khí tự nhiên cho sức mạnh tới 740 mã lực và 690 nanomet moment xoắn cực đại tại 5.500 VP. Với sức mạnh này, chỉ cần 3 giây để chiếc xe có thể đạt vận tốc từ 0 đến 100 km/h, cùng tốc độ tối đa 350 km/h. Để sở hữu chiếc siêu xe này, tiền đạo của câu lạc bộ Juventus đã phải chi ra số tiền khoảng 500.000 đô la, hơn 11,5 tỷ đồng. 7. Paul Pogba. Từ khi trở lại Manchester United năm 2016 với mức phí kỷ lục 120 triệu đô la, Paul Pogba gây ấn tượng khi sở hữu bộ sưu tập xe hơi đồ sộ. Pogba có một tình yêu đặc biệt dành cho siêu xe. Bộ sưu tập xe hơi hạng sang của Pogba tới nay có tổng trị giá 1,6 triệu bảng. Đắt giá nhất trong gara nhà Pogba là chiếc Rolls-Royce Great Black Badger với giá niêm yết 290.000 bảng. Xếp thứ hai là Lamborghini Aventador có khả năng đạt tốc độ lên đến 350 km/h. Kiệt tác tốc độ màu trắng bóng mượt này có giá niêm yết 271.000 bảng. Trong hạng mục siêu xe tốc độ, Pogba còn sở hữu Ferrari 812 Superfast màu vàng 260.000 bảng. Ở những góc khác trong nhà để xe là chiếc Audi RS6, Maserati Quattroporte và chiếc Mercedes GLS 4x4 màu đen bóng bẩy. 8. Son Heung-min. Son Heung-min là một trong những ngôi sao thành công bậc nhất của bóng đá Hàn Quốc. Anh cũng đã sở hữu khối tài sản lớn, trong đó có những chiếc siêu xe rất đắt đỏ. Nổi bật nhất trong bộ sưu tập xe hộp của anh là Ferrari LaFerrari có giá 1 triệu 150.000 bảng. Đây là phiên bản giới hạn của hãng Ferrari khi nó chỉ được sản xuất 499 chiếc trên toàn thế giới. Ngoài ra, Son Heung-min còn sở hữu chiếc Audi R8 Coupe, một chiếc SUV đầu tiên của Maserati, có tên là Maserati Levante. Giá khởi điểm của chiếc xe này là 60.000 bảng. Range Rover hay Bentley Continental GT cũng có trong bộ sưu tập của Son Heung-min. Tổng giá trị bộ sưu tập xe hơi của tiền đạo Hàn Quốc ước tính rất cao. 9. Memphis Depay. Tiền đạo Hà Lan có niềm đam mê lớn đối với những dòng siêu xe sang và xe thể thao đắt tiền. Đắt đỏ nhất và cũng được Depay yêu thích nhất là chiếc Rolls-Royce Grey Mansory với giá 550.000 đô la để tậu về phiên bản đặc biệt của Rolls-Royce Grey do hãng độ Mansory nâng cấp. Mẫu xe hai cửa siêu sang tiếp theo được Depay sở hữu là Mercedes Maybach S650 Cabriolet. Chiếc mua trần có mức giá từ 355.000 đô la và được sản xuất giới hạn 300 xe trên toàn cầu. Depay còn tậu một phiên bản nâng cấp đặc biệt khác của Mansory là chiếc SUV Mercedes AMG G63. Mức giá đồn đoán của mẫu xe này là vào khoảng 270.000 đô la. 10. Antoine Griezmann. Tiền đạo đang khoác áo đội tuyển Pháp được biết đến là người có sở thích sưu tập xe đồ. Một trong những chiếc xe ấn tượng nhất của anh là McLaren 675LT có giá khoảng 349.500 đô la, khoảng 8 tỷ đồng. Ngoài 675LT, Griezmann còn có một số xe khác trong bộ sưu tập bao gồm Ferrari F12 Berlinetta, Maserati Gran Turismo MC và Rolls-Royce Grey. Rolls-Royce Grey 2013 165.000 đô la, Maserati Gran Turismo S 55.000 đô la, Chevrolet Convertible Stingray 1969 25.000 đô la, Ferrari F12 Berlinetta 325.000 đô la và gần đây nhất là chiếc Rolls-Royce Cullinan 2018 325.000 đô la. Vừa rồi là 10 cầu thủ nổi tiếng sở hữu những siêu xe sang trọng và đắt đỏ nhất thế giới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên ấn like và subscribe cho kênh chúng mình để không bỏ lỡ những tin tức thú vị về bóng đá thế giới nha. Xin chào!